Alo, xin kính chào các bạn. Hiện bây giờ là 10 giờ sáng thứ sáu. Mình đang trên đường đi làm mà thả khách ở dưới đầu kia kìa. Xong mình chạy chạy tới đây cái ngang cái chỗ này là cái đống gác nè. Xong mình gặp có cái màn hình này nó còn mới quá, định định lụm về nhà xài đó. Cái bác đó lụm về chai. Bác đó là người người Hoa đó. Dạo này giật giá leo thang ở bên Mỹ, đồng tiền mất giá đó. Chính phủ ở bên tiểu bang của mình người ta mới vừa ra một cái lệnh nghị quyết á. Ngày xưa đó mấy người lụm ve chai bán cống lon á, một cái á, là 5 sen. Bây giờ cái lực mới là do cái đồng tiền mất giá đó, ở cái bang của mình á, bây giờ á, là bán mỗi một cái cống lon á là 10 xu, tăng lên 5 xu. Mình đang đứng ở đây là quận Quincy. Đó, chạy tới đây ngang cái đống gác này nè. Gặp cái ai bỏ cái tivi có dây nhợ đầy đủ đây. Người ta bỏ gác cũng lịch sự lắm, để cho mình có đầy đủ để mình về mình dùng đó. Cái hiệu màn hình này là cái hiệu Asus. 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 Cộng với ton nè. Mình chuyên gia lụm gác cho nên mình nhìn đồ á, mình bảo đảm với các bạn luôn. 100% luôn, cái này còn xài được. Tại bây giờ lỗi thời rồi, mấy cái này lỗi thời rồi. Người ta dục gác để cho chống chảy nhà cửa đó, mua những cái đồ mới. Hôm nay ở cái đường này là cái đường tiếng Mỹ tên là đường Crescent. Crescent nghĩa tiếng Việt của mình là bán nguyệt. Crescent á, Crescent là nguyệt á, mặt trăng á. Mặt trăng mà dạng mặt trăng trái chuối á, nhìn cái hình dạng mặt trăng trái chuối đó, Crescent. Để mình chạy đang mở cái app đi đón khách. Để mình chạy coi có cái gác nào ngon á. Mình dừng lại mình quay cho các bạn xem cái sự giàu có của nước Mỹ. Ở bên hai bên đường á, là người ta có để cái thùng nhựa gác á,
thì mình cứ chạy 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 rồi khi nào mình gặp có cái đồ gì ngon á mình dừng lại quay quay thực tế á. Mười giờ sáu phút sáng thứ sáu. Ở lúc sáng thì rất là bận rộn, giờ đi làm á. Bây giờ cái người ta đi làm việc đồ ở trong nhà trường rồi xong xuôi rồi cái khách đó nó vắng lại, nhưng mà một khoảng chừng tầm 2 tiếng nữa là giờ giờ ăn trưa đó là bắt đầu nó bận rộn lắm. Tới giờ ăn trưa đó là người ta đi ra ngoài, người ta lấy Uber, người ta đi ra ngoài, người ta nghỉ giải lao đồ ăn uống. Cái nghề lụm ghét á bây giờ á, nó lỗi thời rồi. Ở bên nước Mỹ á bây giờ người ta bỏ ghét, người ta đưa lên Facebook. Facebook thì mình đi vào đó đó, mình tìm cái món nào mà họ để cái chữ free đó có thật nha các bạn. Mình mua rất là nhiều đồ cũ ở trên Facebook. Ở đây có người ta gục dục niệm tủ cây đồ. Ở trên Facebook đó đồ nào mà tốt quá là người ta bán giá rất là bèo. Giống như thay vì người ta bỏ ghét cái người ta tiếc á, người ta đưa lên lên Facebook người ta bán kiếm tiền cà phê đó. Còn có rất là nhiều người đó người ta không keo kiệt đó, người ta giao lên trên Facebook người ta cho mình miễn phí luôn. Cái đống rác ở bên đó người ta bỏ cửa sổ kính đó, cái đó là rác á, ai cần cửa sổ á. Thật ra là đồ tốt không à, mà tại vì người Mỹ người ta không có thời gian người ta sơn đồ lại. Cái đó mình chỉ cần sơn lại thôi. Cửa sổ á. Nghề lụm ghét á, lỗi thời rồi. Bây giờ người ta bỏ đồ ở trên mạng Facebook á, người ta cho miễn phí. Ở đây là cái quận Quincy. Cái đống rác này người ta bỏ cái quạt. Quạt. Thank you.